Tại đây đây cũng còn thấp, lũ thực sự thì đã hạ đến sông Hương, các dòng sông lớn khu vực trung tâm thành phố, chứ còn bây giờ cả khu vùng thấp trũng vẫn còn nước, nó vẫn còn đồng lại trong các cái ngõ kiệt, đường đi lối xóm của bà con. Dạ Yến Vui xin chào tất cả mọi người, em đang có mặt tại khu vực An Hoa. Dạ phường An Hoa, sau này có một con đường và cái dòng sông nhỏ, cái nước nó đang còn lấm sấp đấy. Đó, chiều nay 19 tháng 10 ha. Một số tuyến đường ở quê thì nó còn nước, nó còn ở trường học An Hòa. Bác đó là trường chỉ đạo rồi bác ha. Cái trường chỉ đó rồi bác ha. Trường tiểu học An Hoa. An Hoa đó hả? Dạ. Nơi đó là đi ra mốt và là Lý Tổ luôn đó. À dạ dạ dạ. Dạ. À dạ cảm ơn bác. Dạ. À ra lô 1A đó hả? Dạ. Đó, trường tiểu học An Hoa đó. Bên cạnh trường tiểu học An Hoa mọi người. Thì đó một số nơi nhất định vẫn còn ngập. Mực nước sông Hương thì bây giờ đang còn mức báo động 1 và cả mét nước lắm, như các cái sông nhỏ cũng như các cái vùng thấp chắc chắn sẽ còn ngập. À, việc đi lại vẫn còn khó khăn, bà con vùng thấp trũng đó. Dạ đây là đường Đốc Sơ. Dạ Đốc Sơ đó, ngọt kiệt được xâm sắp đó. Đốc Sơ này như qua cái cầu này là đường Mái Lão Bàng, đó là đi thẳng ra ngay khu vực công viên của An Hoa, đường Lý Thái Tổ là cũng đầu đường của Đặng Tất đó. Dạ một số hình ảnh là có chủ anh chị cũng muốn về khu vực An Hoa để biết thêm khu vực nơi đây thì lục như răng thì em về đây để ghi lại một số hình ảnh. Đây một cái kiệt này, một cái đường liên thôn xóm đó, không biết có xấu không, chắc đi được, ô tô chạy mình đi vô động lỡ mắc kẹt cái giữa đường này. Đó, nhiều ngọt kiệt đây còn nước. Nhiều lắm, đó là một trong những, đấy là một trong những nơi, và vì bà con biết rồi, sông Hương mà đập đá mà đang còn khoảng 5-70 phân thì nước còn rất là cao ở trên các cái sông cũng như các cái vùng thấp trũng đó. Dạ đó về đây tại cái cành nước nó đang còn đây, khu vực này là đường Đốc Sơ thì đi thẳng vào làng Đốc Sơ luôn này. Và đối diện đấy là có cái chùa Đốc Sơ cũng nằm khu vực này luôn, qua cái cầu nhỏ đó, chùa Đốc Sơ mọi người, chùa làng Đốc Sơ đó. Đó một số hình ảnh tại làng quê, khu vực còn thấp trũng thì đang còn nước. Chùa Đốc Sơ, một ngôi chùa nằm khá là sâu phía trong, xung quanh mình có đồng con đồng ruộng như cảnh quê ở đây thì khá là thanh tịnh đó. Dạ hồ nước mênh mông. Đây là đình làng đó, đình Đốc Sơ ngay cổng làng. Và một số nằm tại khu quê vẫn đang còn nước sấm sắp cũng như đời sống bà con trên các đường, trên đường quê và
Sơ rồi Đức Đức Bưu đó, những tên làng ở đây, Phú Trà đây này. Về ngõ kia đi vòng luôn phía sau của từ phía sau ngôi chùa. Trong kia đi ra vẫn còn nước đó. Dạ. Về thì ở đây là khu vực 3 à. Tổ 7 phương án hoa. Dạ. Thả thán ở đây là như ra khu quy hoạch và xả dọc với đường đường mới đó là đường có đường Nguyễn Văn Linh. Dạ. Còn làng thuê thì phía trong kia đang còn ngập. Đây là như khu này, khu đất mới đô thị quy hoạch đó, làng quê dần dần biến mất khi mà các cái khu quy hoạch mở rộng đô thị hóa đó. Bây giờ đường nhựa khu này biệt gọi là khu chi phải địa chỉ này. Có đèn xanh đèn đỏ này, bên đi thì Đốc Sơ nhưng bên kia là Đức Bưu đó, làng còn cái cổng làng nhỏ nhỏ nằm nhỏ nhỏ bên đường. Ở đây là tuyến đường ngã tư Nguyễn Văn Linh hướng về Bảo Vinh, hướng Vinh như trái thì là sẽ ra bến xe phía bắc. Ở đây làng Đức Bưu, cổng làng này. Và đình làng thì nằm vào đây đang còn ngập nước đó, tuyến đường cũ đó. Và đi vào làng là ngay cái cổng làng đó rồi về phải vào đình đó, rồi kết thúc là đến khu này, khu mới rồi. Đây được gọi là khu quy hoạch Hướng Sơ. Đúng rồi. Dạ. Như vậy là An Hòa là Hướng Sơ. Ông ra về khu quy hoạch Hướng Sơ luôn mọi người. Bao la bạc ngàn là nhà ở đất quy hoạch đó. Khu này thì cũng lo lụt lụt rồi. Dạ. Cao khi mô mà những cái khu mà người ta làm xấu thì nó vẫn cao. Trường hợp đi đường đi vào xung quanh thì không đừng cùng ngập. Ôi đâu, đây còn ngập này. Đây vẫn ngập là vì nó dạp vì con sông chạy từ chạy thông qua làng quê đó, Đức Bưu chạy. Dạ. Con đường liên thôn thì bên dưới có con sông. Bất cả bất cả. Dạ. Đó, ngập nước các bà con đi bất cả luôn này. Đi xúc cả đó, là con sông chạy qua đường đó là đường chi à, quy khoảng à. Còn đây là khu vực khu đô khu quy hoạch của Hướng Sơ đây. Đây đường tuyển đường này mang tên đường là Đức Bưu 1 này. Xe máy chạy vào đây còn lồi nha. Em lồi vòng để bà con biết này. Như vậy là báo quanh của khu vực khu quy hoạch Hướng Sơ thì cũng có một số đường nó gần dạp về con sông sông quê về chạy dọc theo con cặp tuyến đường quê đó thì đây nó vẫn còn ngập. Dạ. Rồi này. Đây là đường Đức Bưu 1. Chỉ đi để bà con cũng cân nhắc để ai mà muốn ra đây mừng nhà này, mừng cao lên. Đó, lô 54 tại định cư Hướng Sơ. Một số
tuyến đường là chúng giáp về đường xóm thấu cũ thì vẫn còn ngập nước, đó, nó đầm nước. Còn lại khu vực đi vào giữa hay là đi hướng ra thì chắc chắn là cao hơn rồi. Đó là tuyến đường Đức Bưu 1 cũng như là phải về khu vực bên đi thì thấp, nó còn ngập đó. Sau những ngày mưa lũ thì nước mình chưa hạ thì đâu đó vẫn còn những cái tuyến đường bị ngăn cách, không đi lại được bởi nước. Một số tuyến đường đó mọi người nha, chẳng phải là hết các tuyến đường trong cái khu quy hoạch đô thị Hướng Sơ đâu. Đấy, có những tuyến đường này không này, một đoạn đường này không là Đức Bưu 5 này, Trần Văn Dư không này. Nhưng mà đây có một đoạn này vẫn còn này. Đó, có một số tuyến đường nó thấp nước thì nó ngập thôi. Tình hình như đây là ngày hôm qua là ngập nhiều lắm đó, lúc mưa. Đây là chắc hệ thống thoát nước thôi, nó mắc kẹt rạc rồi chứ đó nó xuống kịp. Cái con đây này, con nước nằm đây này. Đây có những cái kênh rạch người ta làm mở theo những cái tuyển sóng nhỏ phụ. Con kênh mà nước nó còn sắp sắp đây thì đúng rồi, cái mặt bằng của nước nó vẫn còn trong cả cái tuyến đường mà trong khu quy hoạch này. Quy hoạch rồi tại định cư Hướng Sơ. Như tuyến đường này thì còn khô ráo, cao cả. Đó, còn cái mực nước nó nằm xâm sắp đây thì những tuyến đường thấp thì sẽ bị. Ở bên đây là sầm cũ này, con mô mà này kia. Chiều hôm nay 19 tháng 10 mọi người thấy là Huế nắng rực rỡ lắm. Và 31 độ C. Trời nắng. Cái nằm này. Tại An Hòa ra Hướng Sơ tại khu tái định cư, khu quy hoạch Hướng Sơ đó, em cũng có những hình ảnh ở đây để bà con biết thêm. Ngoài kia là ngã tư đi thẳng, ngã tư đường Tạng Đà đi ra hướng Ra Xìa và hướng đi vào Cửa Hậu. Và đối diện bên kia là khu tái định cư Hướng Sơ thì nó nằm xuyên suốt qua bên kia luôn. Nhà cửa nhiều lắm luôn, đang xây dựng. Ở ngoài khu vực này thì cao ráo, ngang bắt đầu từ trong cầu Bạch Yến đi ra mọi người thì nó cao ráo hơn khu vực xóm cũ bên đi. Đường trái thì sẽ ra hướng Toàn, hướng Trần. Và còn đi ngược lại thì khu đối diện là cũng là khu tái định cư quy hoạch của Hướng Sơ. Hy vọng bà con cũng biết thêm đôi chút một vài hình ảnh tại An Hòa và Hướng Sơ em này. Chiều nay cũng ngang qua đây để biết thêm một số tuyến đường nhất định cũng đang còn bị ngập úng. Đi lũ, nước lũ cũng đang rút chậm. Cái sông Hương thì mực nước nó đang cũng đang còn mức báo động 1 đó, mét nước đó. Nên cả cái vùng thấp trũng thì đã còn chờ được lúc thôi. Rồi em xin kết thúc video. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Và còn khi xem thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế. Thăm bà con xứ Huế nha. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại mọi người.